Tại cuộc họp ngày hôm nay, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hà Nội yêu cầu các địa phương đơn vị tiếp tục giám sát chặt chẽ người lao động tại các vùng giáp danh, khu vực có nhiều chuyên gia nước ngoài, các khu chung cư, khách sạn, người đến từ thành phố Hồ Chí Minh để kịp thời phát hiện ca mắc. Hiện thành phố cũng đang nỗ lực đẩy mạnh công tác xã hội hóa để huy động các nguồn lực tiếp cận vaccine cho người dân để triển khai tiêm vaccine đợt 3. Liên quan đến việc tuyển sinh vào lớp 10, Dự kiến từ ngày mùng 10 đến ngày 14 tháng 6, lãnh đạo thành phố Hà Nội cho biết, nếu từ nay đến mùng 10 tháng 6, tình hình dịch bệnh vẫn được kiểm soát tốt như hiện nay thì sẽ tiếp tục tổ chức kỳ thi với tinh thần bảo đảm an toàn phòng dịch là yêu cầu cao nhất.